ai hỏi về bình thôn quê tôi trả lời rằng đẹp tựa bức tranh. Nếu ai hỏi về bình thôn quê tôi ngọt ngào dòng sông Cà Ti bình lặng, biển rộng bao la phú quý hòn rơm, cá tôm dân trài xa khơi dâng. Phan Thiết, đường phố vắng vẻ ngày đầu tiên thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16. Đúng 0 giờ sáng nay 2 tháng 8, thành phố Phan Thiết thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của chính phủ. Theo ghi nhận của chúng tôi, người dân chấp hành nghiêm việc giãn cách xã hội. Đường phố vắng vẻ, chỉ có một vài người dân đi mua nhu yếu phẩm. Còn tại các chốt kiểm soát, lực lượng chức năng đã kiểm soát nghiêm người từ bên ngoài vào địa bàn thành phố. Chỉ những người có giấy thông hành, được các cơ quan, đơn vị tổ chức cấp phép đi làm trong những lĩnh vực cần thiết theo quy định của chỉ thị mới được cho qua. Tại các chợ truyền thống, hoạt động mua bán hàng hóa thiết yếu vẫn diễn ra bình thường, nhưng số lượng người mua khá ít. Các tuyến đường, những nơi công cộng không còn đông đúc và cảnh tụ tập đông người. Hiện công tác phòng, chống dịch của thành phố Phan Thiết đang bước vào giai đoạn quan trọng và cần phải tập trung cao độ để kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh. Sắc xuân hồng dịu vàng lời yêu thương, vương triều hò bài tròi vọng giấc mơ. Tiếng xuân về nồng nàn tình thắp nước, thăm đậm trường tục thanh tình sâu nghĩa nàng. Lòng mẹ bao la khúc hát âu ơ, gió vươn cánh diều bay cao tiếng hát. Dệt mộng đẹp quê hương, một ngàn đồi xưa mùi nè cát vàng. Ta cú đôi dương bên cảng Lao Sao, khách say hồn thương hoàn vườn tranh thơ. Biến rú tình thăm cổ Bồ Xá Nữ. Trôi sáng